mẹ con xin chào ông bà cô dì chú bác anh chị em và các bạn. Hôm nay hai mẹ con đi tới nhà con trai út nha, chơi buổi sáng với các bạn. Rồi nghe mời các bạn coi hai mẹ con tới nhà con trai nha, làm gì hả le ha. Chia sẻ cho các bạn xem với giải trí cho các bạn ha. Ông xã hôm nay thì không có ông xã Nga, tại ông xã Nga bà bắt bận đi với người bạn á, làm một số công chuyện á. Hôm nay giờ chỉ có Nga, con gái Nga, anh trai Út với bạn gái của nó. Mà hôm nay thì hai mẹ con tới nhà anh trai Út Nga đó. Rồi có gì quay cho các bạn xem sơ về nhà của mấy tụi trẻ đó các bạn, ở đây chung cư á, tụi nó muốn ra riêng á. Rồi cách sắc cuộc sống của tụi nó khi ra riêng ra sao các bạn ha. Buổi trưa hôm nay Nga với hai đứa con Nga với bạn gái của thằng trai Út đó các bạn. Ăn đơn giản các bạn, đây là cà gà, thì gà kiểu nó ướp theo kiểu mắc xích đó các bạn. Cũng ngon lắm, có lần ăn rồi, gia đình ăn cũng rất là ngon. Coi như bây giờ thì Nga mua một cái bao nó có là 800 gram. Hồi nãy thì cha Nga nó bỏ phích vô, Nga mua hai đội phích. Nó ướp theo kiểu hai khẩu vị khác nhau các bạn. Thì phích mới vừa làm xong, cái lò này nè của con trai Nga nó làm cũng rất là ngon nha các bạn. Cái máy này nè. Còn bây giờ nó bỏ gà vô trong đây, nó cũng đang nướng trong cái lò này nè các bạn. Rồi cái nồi món tiếp theo của Nga là Nga mua thịt bò. Thịt bò mì là thịt bò ngon mà thịt bò mềm á các bạn. Hôm qua đi với con gái rồi tôi mua xong cái nó có cái bột của Hàn Quốc này nè các bạn. Đây. Đó. Rồi Nga bỏ hai muỗng cà phê mà dung á, cà phê dung mà tràn ra đó các bạn. Rồi cái ngày để lên đây, bỏ vô ướp với thịt bò với cái bột nêm bò nữa các bạn. Rồi một miếng dầu ô liu rồi cho nó ướp miếng thịt. Rồi Nga ướp hồi chiều hôm qua, rồi hôm nay Nga đem tới nhà của con trai Nga. Rồi cái đè cái đò bằng hôm mà Nga ép mà làm bánh mì nha các bạn. Thì bây giờ Nga để cầm gà dừa mà vừa chín xong á, thì Nga sẽ để thịt bò này đem đây nè, rồi nướng ra cái mình bắt ra khi mình ăn các bạn. Thì đó buổi trưa của gia đình Nga đó các bạn. Ướp cái bột Hàn Quốc này nè đó. Đúng ra là cũng có một ít hành tỏi, nhưng mà tại vì con gái Nga thì nó không có thích cái mùi hành tỏi, thành ra trong ở đây trong cái bột này nó cũng có đủ mùi vị rồi các bạn. Đó, thành ra Nga không có làm hành tỏi mà bỏ vô, tại vì cái này mình ăn chung thì phải làm để người nào cũng biết ăn hết chứ các bạn. Thơm lắm nha các bạn. Thịt bò này thì coi như là mình làm vừa chín nha các bạn, không cần phải thiệt chín thì cái thịt nó sẽ cứng, nó hết ngon nha các bạn. Đó, các bạn thấy khói bốc lên không? Cái này vừa ăn vừa thổi rất là nóng hổi luôn nha các bạn. Tổng hay đó các bạn, họ để trong cái bao đó cho mình mua, họ để trong xá khi mình mua gì mình ăn á, thì mình đó giống như chai nha, nó có cái máy này nè, nó bỏ vô rồi đính mình người ta chỉ trong cái bao mình là bao nhiêu phút, bao nhiêu độ, rồi đến nó là bắt đầu chín để ra, mình không có còn chiên dầu các bạn, mình ra giống như mình hạn chế dầu á, mình ăn mình không có sợ mập các bạn. Ở bên đây thì người Tây mình chủ yếu là họ ăn bánh mì, bún mì tay là người ta kêu bún mì tay là phay tay các bạn, là giống như người ta ăn cơm, giống như là mình ăn cơm hàng ngày đó, là bên người Tây người ta ăn vậy các bạn, phay tay với bánh mì. Hôm nay ông xã Nga thì bắt đi công chuyện với người bạn, thành ra coi như còn Nga còn đứa gái thì nó dịch nghỉ cuối tuần nó xuống và cái hai thì con qua nhà cho Út cái làm đồ ăn đơn giản. Rồi Nga với mấy đứa con với bạn gái của con trai đó ăn. Nga đang ở là cái nhà của con trai Nga nha các bạn. Nhà con trai Nga nó mướn mấy bạn riêng nó sống với bạn gái cả hai chú ở rồi phụ với nhau rồi mướn ở đây nha các bạn. Cũng gần nhà Nga lắm các bạn. Mỗi lần đi làm gì hay đi làm đi đâu chơi cái là ghé ngang qua thăm Nga thường xuyên lắm các bạn. Hay là Nga cần cái gì đó là Nga gọi điện thoại là qua liền. Nhà nó thì ở ngay chơi gần ở trung tâm thành phố các bạn. Nhưng mà cái khu này là cái khu yên tĩnh lắm các bạn. Khu này dài dạng cho mấy người lớn tuổi đó, mấy người khu rồi mấy người ta sống thích
là điên á, mấy tuổi trẻ này thì nó cũng qua các tuổi mà mấy tuổi đi chơi rồi, bây giờ muốn muốn là cái dạng rồi cũng có bạn gái rồi, có bạn trai rồi, sống yên á, sống yên là một cái tập tập mà ba sống trong trong một cái gia đình các bạn, đây thành ra nó cũng cho rất nhiều chỗ yên tập này nè các bạn, nó bước rồi để mà giống như cả ngày hai đứa cái đàn gì mà có đó thì có thời gian nghỉ ngơi thì yên tĩnh hơn. Và cái khu này thành ra xe cộ rồi mình để rồi cũng an ninh lắm. Như nếu mà các bạn thích hải sản hay là tôm thì cái gì đó là các bạn cứ ướp nhá, mình không có thời gian cái bột này nè, nhà ăn thích lắm luôn, có bị gia đình ngay người nào cũng nói cái mua rất là ngon các bạn. Rồi cái mình cái rửa mình để ráo xong rồi cái bột niêm, cái bò thì có bột niêm bò, bên đây nó có bò loại gì thì nó có cái bột niêm cái đó, rồi các bạn chỉ nhấc nhúng bột này vô ăn thua theo là các bạn muốn là ăn bột nhiều hay ít là các bạn có liền, các bạn bỏ rồi nướng rồi đó là có liền ăn luôn. Bây giờ là ngâm nước cho bây giờ là gia đình của Nga nha, Nga ăn thử trước còn ăn thử bắt đầu cái nước 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 sao như các bạn mình nước nhiều quá thì ăn nó ớt ngon rồi ăn bao nhiêu mình giữ bao nhiêu. Đây nha các bạn, đây là món ăn của gia đình nha, buổi trưa nay đó thịt bò nha, đây vừa làm cho các bạn coi nè, thấy không là khói lên, các bạn thấy nghi ngút phải không, rất là hấp dẫn ngon lắm nha các bạn. Cái mùi của cái mùi vị của bột Hàn Quốc nó rất là ngon. Rồi cái Nga luộc một ít trứng gà, trứng gà để mấy đứa nhỏ ăn đỡ ngán. Đây đó cái máy của Nga, Nga lại bỏ vô cái gà của cái này là cái người Mexico họ ướp sẵn hết nha các bạn, mùi vị cũng rất là ngon nha, họ làm chín hết rồi. Có một cái là giống như mình gì vậy, cái mình bỏ vô trong cái cua cho nó giòn lại thôi các bạn, rất là ngon. Ở đây thì Nga có một cái tô xà tomat này ở vườn nha các bạn, ở vườn Nga đó, Nga hái vô đó, hư hết mà được có còn trái nào thì coi như là lấy đỡ trái nấy các bạn. Cái trời lạnh là tomat, mấy cây tomat cũng không xả nha chồng á, là con ngã nghiêng là hư nhiều lắm các bạn. Cho nên năm nay là thất mùa về tomat ha các bạn ha. Này xà lách thì cũng bị hư, mưa lạnh quá cũng hư, rồi phải đi mua xà lách ở ngoài nè các bạn. Dưa leo cũng là cái này là mua ở ngoài đó, còn phích nè, đó phích nè, phích này là phích ăn chiên nè, có dạng là dạng không có chiên dầu, nó chỉ bỏ khua thôi, khô. Ở đây tụi trẻ các bạn thấy không, nó ăn đủ sốt hết nha các bạn, sốt bên đây nè, đó là tụi trẻ nó ăn nè. Nếu mình ăn phích nè là nó có đủ mùi vị, đủ loại sốt hết đó. Là đủ hết đó. Các bạn coi nội mà cái mà mấy cái sốt mà để mà mấy tụi trẻ nó ăn bên đây nè, đó là như đây nè. Đó đứa nào muốn thích ăn mùi vị gì đó thì có đủ hết nha các bạn. Nước thì buổi trưa nay thì gia đình Nga uống có nước trái cây, đủ loại trái cây, rồi siro trái cây, rồi Fanta các bạn, nước cam. Này. Đó buổi trưa đơn giản của gia đình ngày hôm nay nha các bạn. Hôm nay là ngày sinh nhật của con trai Út Nga, là coi như là 23 tuổi đó các bạn. Rồi cái bấm này bà con trai Nga nè, cái gu này nè nó thích dữ lắm các bạn. Cái gu là con trai cái Nga đó, là trước khi anh đi bật xe là nó nói rằng là đó cadeau cho David, này bấm của chị nó cadeau sinh nhật của nó đó các bạn. Bên đây thì nó có đủ loại bấm hết và ăn thì đỡ ngán. Đây 23 tuổi đó. Ê, nhớ năm nào thì còn nhỏ xíu bây giờ vậy nha. Rồi cắt bấm đi ta biết.
Ê các bạn, các bạn nha, thông cảm nha, tại vì bạn gái anh trai nha, nó cũng hơi mắc, nó hơi nên tánh nó hơi nhát á các bạn, nó hơi mắc cỡ chút xíu, thành ra cái giờ ăn hồi nãy á là để mình người lớn mình phải tôn trọng ý kiến với con nha, bất cứ nghe muốn làm cái gì nghe phải hỏi ý kiến con nha, là nó đồng ý không nghe mới dám làm, giống như quay video rồi lỡ mà có bạn gái nha mình phải hỏi ý kiến, nếu mà mấy chuỗi nó không chịu thì mình không có quyền ra quay các bạn. À, Nga rất là tế nhị mấy cái chuyện mà ý kiến của mấy với con của Nga, thành ra coi như là cái phần ăn hồi nãy đó là cũng xin lỗi các bạn ha, coi như là ăn rất là ngon nha các bạn, coi như hôm nay là nãy giờ buổi trưa là gia đình Nga đó là ăn rất là vui vẻ. Con cái là nó muốn cho bạn gái của ông trai Nga nó ăn thoải mái hơn á, thành hơi mắc cỡ á, thịnh Nga không có quay đó. Cũng như xin lỗi trước các bạn ha, buổi trưa rất là ngon, phải nói là ngon ngon dễ sợ lắm, mà vừa vui nữa, tại hôm nay là cái ngày quan trọng, cái ngày vui của con trai Nga mà, trai Út Nga mà, các bạn biết không, nó giúp đỡ Nga rất là nhiều, như trong cái dạng trong YouTube này thật các bạn là Nga có cái việc là Nga đi quay thôi, Nga làm trong cái video thôi, còn hoàn toàn con trai Nga nó giúp Nga từ đầu đến đuôi, giống như là cắt sáng phim hay là cái gì đó là con trai Nga nó phụ hết cho các bạn, mà nghiệp lắm, hồi lúc trước á, bây giờ là thi rồi, mừng năm nay là lấy được cái bằng cấp 3 rồi các bạn, 3 năm học, rồi có bạn gái nó thôi, rồi con hồi lúc trước thì chưa có, thì Gia Bích tính nói mà măng là học 5 năm, nhưng mà thôi bây giờ Gia Bích học 5 năm, 3 năm là đủ của Gia Bích rồi, bây giờ Gia Bích muốn gì làm sớm vậy mà vừa có tiền đi xây sở công việc của nó đó các bạn. Thành ra coi như cũng mừng mà năm nay đã lấy được cái bằng 3 năm rồi. Chừng nào mới mình đậu rồi nó đưa liền cái bằng mà chứ mình hả đâu biết hả? Thì mình chờ cái ngày nào? Phải chờ. Rồi hồi lúc trước ha, mấy năm trước ha, năm là vừa đi học nè, vừa đi làm nè, vừa đi làm thêm để kiếm tiền phụ là trả tiền nhà, phụ với bạn gái ăn uống, và phụ mong của phụ Nga làm YouTube nữa các bạn, thành ra rất là bận rộn. Phải nói là Nga rất là cảm ơn con trai Nga, và cũng phải nói là dù đi làm đi học cực mà nó cũng phụ ngay được công việc đó, rất là vui nha các bạn ha. Trai đang cắt bánh nha các bạn, trai đang chia bánh cho mọi người nha các bạn. Đó. Đây còn có loại bánh này đó là để cho đỡ ngán thì Nga mua đủ hết, đủ loại hết, nhỏ nhẹ các bạn, mọi người miếng gì đó thích ăn cái gu gì á, cái này cũng ngon lắm nha các bạn. Vì còn cái kia là cái gu của con trai Nga hàng năm trước khi mà sinh nhật, cái là cái dặn phải mua cái loại bánh đó. Còn cái bánh này đủ loại bánh hết, mình ăn đủ mùi đủ vị đủ loại hết. Cái này thì dễ ăn các bạn, tại vì nó đủ loại bánh hết, mình mỗi thứ mà có gì dễ ăn. Chào các bạn, Nga với con gái Nga cũng mới về tới nhà đó các bạn. Bữa trưa này đã rồi Nga, con trai Út với con gái Nga với bạn gái nó ăn rất là ngon nha các bạn, rất là vui vẻ, phải nói chuyện rất là nhiều chuyện, kể chuyện hồi lúc mấy tuổi nó còn nhỏ, rồi ăn uống rồi nói chuyện vui lắm các bạn, phải nói là rất là hạnh phúc. Hôm nay là ngày sinh nhật của con trai Út Nga mà, nhưng mà cũng ăn uống xong rồi cũng hai Nga với con gái Nga cũng tranh thủ về sớm tí xíu, tại vì để vừa giờ ăn uống thì có ba má của bạn gái con trai Nga nó cũng telephone nói là chiều mời hai tụi nó cũng ăn nhà hàng các bạn. Nga với con gái cũng tranh thủ về sớm cho tụi nghỉ ngơi, để tới chiều nó đi bên phía bên bạn gái nó ăn nhà hàng. Còn con gái Nga thì lại có cuộc hẹn với hai đứa bạn học, bạn học cũng ở tạp này hồi lúc mà còn mấy cái lớp nhỏ các bạn, hai đứa cũng thân lắm. Nghe con gái Nga về tới nhà chơi hai ngày đó thì telephone hẹn chiều nay thì mấy tụi nó giống như vậy, đi dạo trong thành phố rồi đi chơi ăn uống các bạn. Rồi coi như bây giờ còn có mình Nga dẫn các bạn nha, mình Nga đi ra ngoài chỗ dừng trước của Nga nha ha. Lâu quá Nga không có ghé thăm cây lụ, chạy đường trước mà cây lụ nó bị gãy á, Nga hơi buồn chút xíu. Mình quên bẵng luôn, hôm nay có thời gian cái Nga dẫn các bạn ra mình xem cây lụ Nga chút xíu, coi nó sống nó chết hay là nó ra sao hả các bạn ha. Nga mời các bạn đi theo Nga qua cây lụ nha. Ở bên cây kaki của Nga cũng bị rụng quá chần luôn các bạn, bông rồi mấy trái cái kaki rồi mấy cây bông của cây lụ nè rụng hết nha các bạn.
rồi xong cái rẫy luôn các bạn. Lúc mà ra cái Nga ra cái nó bị trời mưa gió khuya quá, chắc mình ngủ ngon mê, mình ngủ ngon mình biết là mưa nhưng mình không nghĩ nó lớn vậy. Cái sáng ra Nga cái gì ra vậy giường vậy Nga coi coi có gì hái được không nha. Cái Nga thấy nguyên một cái thân cây vậy các bạn, nó rễ hẳn luôn. Ủa bự lắm nha các bạn, cái thân cây tà nửa thân nó có hai nhánh các bạn. Rồi cái Nga mới chờ ông sản ngày vậy, tại ông sản còn ngủ buổi sáng hôm đó ngày sớm. Cái Nga mới nói chờ ông sản ngày vậy, cái Nga mới chẳng kéo một đoạn chút xíu ra ngoài kia. Nhưng mà nó nặng quá, Nga chờ ông sản vậy nhờ ông sản Nga kéo ra quầy sân sau các bạn. Rồi cái ông sản nó chết không, nó bị gãy vậy. Rồi cái ông sản nó mưa gió dữ mà nó nổi mà gãy luôn hả. Rồi xong cái hai chồng nó nghĩ là chắc không biết nửa cái thân này nó còn sống được không. Nửa thân à các bạn. Cái này nè nó cũng bị gãy luôn đó, các bạn thấy không, mưa gió nó bị gãy luôn đó. Xong ngày cái Nga giúp xã ô trời, nó bị gãy nửa bên rồi mà còn nửa bên này nữa, nửa bên này thì nó lại mọc mà cái dạng cong cong quậy quậy hôm nay nè. Thì ông xã với Nga nghĩ là chắc không, cũng như mình cầu coi nó đừng có chết thôi, chứ mình không biết là nó còn có sống không, mà đừng có nói là cho trái, tại năm trước còn hoàn toàn không có trái các bạn. Rồi kết cuộc nè, các bạn coi nha. Rồi cái bẩn luôn, mình nghĩ là mình ra mà mình nhìn nó hoài mình buồn các bạn biết không. Cái bẩn nha cũng quên luôn. Cái ông xã Nga ông nói hôm qua hôm kia về, ông xã Nga nói hình như đi ngang qua thấy hình như nó có cái lụ, mình nó không chết mà nó có chả lụ á Nga. Bây giờ nè, Nga dẫn các bạn ra coi thì các bạn biết sao nè. Nga hỏi thăm thử mà các bạn ở bên Việt Nam hay các bạn ở nước ngoài mà chuyên mà có trồng, nhà các bạn có trồng cái lụ á, các bạn cho Nga hỏi thăm nha. Nga xin phép hỏi thăm là nếu mà cái cây lụ mình nó già đó, rồi những cái nhánh mà nó mọc từ ở dưới gốc nó lên, là nó mọc nhánh con hay là nó mọc cây con thì các bạn nè, nó có nè, nó có một cái bụi nè các bạn. Cái bụi này thì nó mọc từ ở dưới nè, dưới cái kẽ nè. Nó cái kẻ ở dưới gốc của cái cây lụ nhà Nga đó các bạn, thấy lên bên đây nó cũng có mấy cái nhánh con nè, từ ở dưới nè các bạn, nó lên mà cái này nó cũng lên cao lắm nha các bạn. Rồi cái này dám cũng khoảng nó lên nè, nó dài nè, nó còn cao lên đây nè các bạn. Nga nghĩ nó cũng phải là tệ lắm mà phải 1m7 1m8 các bạn, nó còn dài vậy nè, nó lên cao nữa nè, nó còn cao nữa hết các bạn. Mà không biết là cái này là cái cây, cái nhánh của cái cây nó mọc ra hay là nó ra cây con. Nga xin phép hỏi thăm các bạn, nếu mà các bạn nào mà biết á, rồi cho Nga hỏi, rồi cho Nga một ít ý kiến ha, cho Nga biết là cái này là cây con của cây lụ già hay là chỉ là cái nhánh thôi. Và nếu mà lỡ mà cái cây lụ của Nga nha, cây này nó chết thì mấy cái cây nó còn sống không nha các bạn ha. Còn Nga cảm ơn các bạn trước nha. Thì đó bên đây thì bây giờ Nga với các bạn nha, hay dẫn các bạn coi là ông xã Nga nói đó là ông xã Nga đếm khoảng là 11 trái mà Nga với các bạn mình coi thử coi là phải không nha các bạn, tại vì Nga cũng không ngờ đấy các bạn. Đây bây giờ ha, đây cái trái đầu tiên nè các bạn, một trái nè, hai trái nè, ba trái nè, ở trên là bốn trái nè, năm trái nè, sáu trái nè, bảy trái nè, bảy trái nè, tám trái nè, chín trái nè, chín trái nè các bạn. Và lá nó che càng chín trái nè. Đó, 10 trái rồi các bạn. Rồi trên trển nó có một trái nữa nè các bạn. Ở trên đó, đó 11 trái. 11 trái các bạn. Rồi. Là còn nó còn cái nửa thân nè các bạn. Có nửa thân thôi. Nửa thân thôi. Rồi. Bông nó rụng hết nha các bạn. Vậy mà ngay Nga tự nhiên hôm nay ha, là vừa sinh nhật con trai Nga để vui rồi, chuyện mình thấy mình được mấy cái nhánh mình không biết là cây con hay là cái nhánh nó lên tươi lên các bạn, đẹp thì cái đẹp rồi các bạn. Đó đẹp thì cái đẹp nè.
Rồi cái bên đây đã được chữ như năm nay mình nghĩ là cái cây nó sẽ chết, mai già là cho mình 11 trái, mà cái trái nhìn nó còn non nha các bạn, nó còn non mà nó cũng tương đối bự, bự hơn hồi mấy năm trước cũng ha luôn á nè. Đó các bạn nè, rồi có cái trái này nè là nó tương đối nó hồng nè, nó bự ghê không các bạn thấy không? Vì đang nghĩ nó còn bự nữa đó các bạn, nhưng mà nó bự rồi đó. Cái mọi năm trước thì nó cũng có, mà cái trái nó cũng nhỏ khoảng vậy nè các bạn, có rút mà nhỏ hơn nữa các bạn. Thì năm nay kết cuộc á, thì nó lại cho trái nhiều nhiều hơn mấy năm trước. Tại mấy năm trước là thường thường là 6 trái 7 trái các bạn, mà nó có 2 phần nhánh nha các bạn, còn bây giờ nó gãy một cái phần bên đây, nhưng mà lại cho mình 11 trái. Rồi coi như là hôm nay là cộng vui, rồi cộng thêm niềm vui nữa các bạn. Đó các bạn thấy không? Đó, cái nhiều khi rồi mình đi ra ngoài vườn rồi cái mình thấy cây củ quả đó, cái nó có trái đó. Tự nhiên mình vui lắm các bạn, rồi mình thấy cái giống như là phấn khởi, mình vui vẻ các bạn. Chào các bạn, đến đây hai chồng Nga tạm dừng cái video này nha các bạn. Hai chồng Nga cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hai chồng Nga cầu chúc cho ông bà cô dì chú bác anh chị em và các bạn một ngày bình an hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Merci beaucoup, tú li mon, bon santé, tú li mon, au revoir, bento. Bye bye các bạn, cảm ơn các bạn, au revoir, bisous.